Ông còn đi lái xe đấy, 70 tuổi. Ok, you have a good one. Yeah, thank you. Good trip. À, già đi hết nổi rồi đó, mà vẫn còn lái xe đó. À, các bạn thấy đây, chiếc này là chiếc Freightliner nè, Cascadia nè, nó khác chỗ nào. Đây là chỉ có khoảng vài ba chiếc thôi, là trong khoảng 5 năm nó thử nghiệm về cái máy xài bằng propane nè, khí đốt tự nhiên. Khoảng 5 năm nay thôi. À, tài xế thì khoảng 70 tuổi, không thích lắm, không thích chiếc xe này lắm. À, bảo là xe không có power, tức là chạy yếu hơn xe thường nhiều lắm. À, mình không có dịp để mà gặp ông này lâu. Ông đi vô trong. Oh wow, hết hồn. Bây giờ mình đi một tour nghe. Cái này là khoảng 10 mấy năm nay trở lại, 5-6 năm nay trở lại thôi, là thí nghiệm thôi, trong khoảng thí nghiệm thôi. Ở phía bên đây nè, đó đây là những bình khí đốt để bên trong đó, phải để đứng. Chỉ có hãng này thôi, order khoảng vài ba chục chiếc gì đó. Thử nghiệm thôi đó mà thấy là không có ổn, vì thế mà không thấy phải lên là nó đi làm tiếp nữa. Bên đây hình như có mấy chiếc rồi, ở bên bên này có mấy chiếc rồi, ở bên Challenger nó có mấy chiếc. Sẵn dịp các bạn xem chơi thì nó vậy, nhưng cái máy bên trong thì cũng y tinh vậy thôi, không có gì hết. Vì thế máy thì 6-7 năm nay thì nó vẫn chưa hư gì hết. Mình cũng muốn chia sẻ thêm với tại sao mà những cái hãng xe Freightliner, Cascadia nó thử nghiệm về vấn đề khí thải, vấn đề xe. Ví dụ như mình dùng chiếc xe này thì mình không sẽ, chiếc xe này là chiếc xe gì? Chiếc xe này là chiếc xe mà chạy bằng khí đốt tự nhiên, thì nó đạt được tiêu chuẩn yêu cầu về khí thải. Vì thế mà nếu mà những chiếc xe được hoạt động tốt thì những chiếc xe sau này sẽ không dùng tới hệ thống khí thải mà rửa khí thải như xe hiện tại chúng ta đang chạy như vậy đó. Thì tóm lại thì chỉ có vài ba chiếc ở Canada thử nghiệm thì vẫn không có thành công. Thì nói đến đây thì vấn đề gọi là khí thải đó thì mình làm thì trong những cái hệ thống mà muốn nói chia sẻ nhất là cái khí carbonic, tức là khí thải mà có carbon ở trong. Thì cách đây 10 năm về trước thì cái hãng Challenger nó đạt được một cái giải thưởng là dùng cái hệ thống sưởi ở trong cái tòa nhà của hãng đó, tòa nhà lớn lắm, khí thải sưởi mà dùng cái khí đốt bằng
dầu, rồi sau đó cho ống khói chôn xuống đất mà để cho cái khí carbon nó nằm ở trong đất. Nhưng mà sau đó vài ba năm sau thì chính hãng đó được giải thưởng, mà chính hãng đó bị giấy phạt của nhà nước Canada vì vấn đề vi phạm cái hệ thống khí thải đó, là vì khoa học và vấn đề họ tiếp tục nghiên cứu thì họ thấy là cái carbon mà chôn dưới đất thì lại tạo một cái sự ô nhiễm khác ở trên, ở trong lòng đất, ở trên mặt đất ở khu vực đó. Vì thế mà lực lại cấm tiếp, nhưng mà hãng này đã làm rồi đã làm xong hệ thống đó rồi, vì thế bị phạt thì xong xuôi phải tháo những cái hệ thống đó ra. Ví dụ như ống khói đó thì mình cho bay lên trời thì họ cho cấm xuống đất, họ cho bay vào lòng đất rồi cho lượt cái hơi nóng, cái thải mà không có carbon để mà bay ngược lên trời, nó có những cái hình thức như vậy, chứ họ không phải là không có thử nghiệm qua. Thì những chuyện đó thì coi như hoàn toàn không có sử dụng được nữa. Thêm nữa về mặt xe chạy bằng cái khí tự nhiên này, thì khí tự nhiên thì nó rẻ hơn là dầu phân lửa. Nhưng mà ngược lại, khi mà không hẳn là tiết kiệm được tiền, tại vì thay vì xe chạy bằng dầu thì chạy được 1.000 km cho 2 bình dầu, thì xe này bằng số tiền của 1.000 bình dầu của 1.000 km đó, thì xe này phải dùng 2 lần cái khí đốt tự nhiên thì mới chạy được 1.000 km. Thì tính ra thì số tiền vẫn không có, số tiền tốn tiền dầu chi tiền khí đốt không có tiết kiệm được đồng nào hết, chỉ là tập trung vào vấn đề mà khí thải, chỉ là như vậy thôi, chứ còn không tiết kiệm được. Là vì đó là cái trong những năm nay thì ở Canada này có cái vấn đề mà họ thử nghiệm, và có một số ý kiến khác là họ bảo rằng cái chiếc xe mà chạy bằng khí đốt đó, thì nếu mà dùng những cái piston bình thường thì nó bị lỏng sớm hơn là xe chạy bằng dầu. Vì thế mà có thêm một ý kiến là những cái máy mà muốn chạy được bằng khí tự nhiên thì những cái piston là phải làm bằng mũ plastic. Đó thì hiện tại nói tới mũ với plastic thì mình cảm thấy là nó hơi ngộ, nhưng sự thật những cái cáp mà ở trên cái bánh xe đầu tiên, bánh xe của xe truck này nè, đó, cái bánh hai bánh trước đó thì cái cáp nó bằng đầu trước nay thì làm bằng sắt, bằng nhôm, bằng metal, nhưng mà đã có từ lâu họ làm bằng ốc và để chứa cái nhớt ở trong cái bạc đạn đó là bằng mũ. Như thế mà mũ ở đây họ có thể chế thành những cái loại mũ rất là cứng, như thế mà thay thế cho sắt, nó có độ dẻo và nó có độ cứng. À, nó chạy bằng khí đốt. Ông già, ông già chưa? 70 tuổi, lớn hơn tôi 7-8 tuổi à. 7 tuổi, nó già. Tức là tôi còn lái thêm được 7 năm nha. Ông còn lái, tôi còn lái nữa mà.
Can I have your picture? Because you are still strong though. Can I take your picture? Okay. And the whole truck.